Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh nhà đầu tư nội trợ, lại là mình đây Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái um, câu chuyện, một cái cơ hội Mình sẽ dùng vào một từ cái cơ hội kiếm tiền Mà nó rất là dễ dàng và nó không mất một cái gì của mọi người cả Không rủi ro à, Thứ duy nhất mà anh em cần đó là một chút may mắn mà thôi Và cái may mắn này thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ không quá khó để đạt được Không giống như trúng số, không giống như là tham gia vào những cái airdrop hay là đăng ký whitelist Những cái dự án mà phải bạn phải cạnh tranh với cả hàng chục Thậm chí hàng trăm nghìn người Với hàng chục những người mà dùng bot à, Cái cơ hội đó là gì Đó là câu chuyện Launchpad by Bit à, Một cái cơ hội mà giúp cho các bạn Có thể x 10 cái số vốn nhỏ của mình Lưu ý là số vốn nhỏ mọi người nhé à, Và mình chắc chắn là không ai muốn nói với bạn Bởi vì càng nhiều người biết Càng nhiều người biết về cái thông tin này Sử dụng cái này, cái cơ hội này Thì cái tỷ lệ cạnh tranh nó càng nhiều Và họ chắc chắn là không ai muốn Cái cơ hội cái cạnh tranh của 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 họ bị nhiều người biết hơn cho nên là mình chắc là sẽ là số ít người nói cho các bạn. Và một cái bên bên dưới mình có ghi ở đây đó là gì? Đừng để tiền rơi vì thiếu thông tin. Thật sự thật sự là mình thấy rất là kỳ lạ rằng là tại sao những anh em xem kênh của mình, những anh em ở trong nhóm Telegram hay là những anh em đã thường xuyên xem video của mình lại không tham gia những cái sự kiện như thế này. Mình thấy một cái đánh giá mình thấy dựa trên cái um, chat ở trên cái cái nhóm Telegram, rất nhiều người bỏ lỡ, rất nhiều người không quan tâm. Có thể rằng là do các bạn đang nghĩ rằng là ôi nó quá khó và nó phải mất rất nhiều thứ, mất rất nhiều tiền, phải làm nhiều việc thì mới có thể um, tham gia được cái cơ hội Launchpad Bybit và mới có thể trúng. Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ đó hiện tại đang rất là sai. Có thể sau này, có thể thời gian sau khi nhiều người biết hơn hoặc là sàn họ thay đổi cái mục đích của những cái Launchpad thì nó sẽ làm cho các bạn khó hơn. Nhưng mình tin rằng là ở trong thời điểm hiện tại. Trong một cái giai đoạn mà thị trường đang xấu như thế này. Thì đừng bỏ lỡ những cái này. Đừng để tiền rơi về thiếu thông tin. Hoặc có thể nếu như các bạn đang có một số tiền quá nhiều. Đối với các bạn. Vài trăm đô nó không có là cái gì cả. Vài trăm đô thật sự. Với số vốn của các bạn nó không là cái gì cả. Mình nghĩ rằng là những người mà có trên 10.000 đô vốn. Thì có thể là họ cũng sẽ lười cái việc rằng là mất 5-7 phút để tham gia sự kiện. Còn đối với những người mà có số vốn dưới 10.000 đô thì các bạn đừng bỏ qua bởi vì số vốn của các bạn còn đang rất là ít rất là nhỏ và hãy tìm đủ mọi cách để mà mình có thể nâng cái số vốn ấy lên mà cái rủi ro nó là thấp nhất đặc biệt Launchpad Bybit là một cái cơ hội mà rủi ro bằng không rồi trong video này mình sẽ nói cho các bạn những cái nội dung như sau đầu tiên đó là Launchpad Bybit là gì nếu các bạn đã biết rồi thì thôi không cần xem xem tiếp ở phần sau thứ hai rằng là tại sao đây lại đang là cơ hội kiếm tiền dễ dàng nhất mình sẽ nói chi tiết cách thức mọi thứ để làm sao tham gia, cách tham gia, một số những cái điều cần phải lưu ý. Và trong video này thì mình cũng sẽ mang đến cho mọi người một số cái giải thích tại sao lại các sàn nó lại sinh ra các cái hoạt động launchpad. Nôm na nó là cái gì, cần phải chú ý cái gì và cái hay cái dở của từng uh, câu chuyện. Và cuối cùng là một số những cái vấn đề cần lưu ý. Rồi vậy thì đầu tiên chúng sẽ nói là Launchpad Bybit là cái gì? À, đầu tiên nó là một cái sự kiện của sàn Bybit, bybit.com. À, thứ hai hoạt động của nó làm nào để tham gia đó là việc mà các bạn giữ ở trên tài khoản của trên sàn một cái số lượng hoặc là đồng down hoặc là một lượng các đồng bitdown à, tối thiểu là 50 đồng để tham gia sự kiện hoặc là các bạn giữ USDT ở trên ví chỉ cần giữ thôi không cần làm gì cả tối thiểu là 100 đô để cho có thể tham gia sự kiện và các bạn phải giữ trong bao lâu các bạn phải giữ trong vòng 5 ngày trong năm ngày đó thì họ sẽ lấy số dư và khi mà các bạn đạt đủ những cái điều kiện ví dụ như là gì số dư trung bình là 50 đồng bit down trong vòng 5 ngày họ lấy thời gian để đang đang tính thời gian đây và hoặc là tối thiểu là số dư là 100 đô trong vòng 5 ngày có nghĩa là các bạn cứ để im 100 đô trên sàn trong vòng 5 ngày không làm gì cả thì là các bạn đã đủ điều kiện và uh, về bit down thì mình sẽ nói cái này ở cái phần sau khi mà mình giải thích các cái câu chuyện lăn phát các sàn là gì nó sẽ thiệt hơn sau. Mình sẽ đi đến câu chuyện rằng là giữ đồng USDT. À, thì đây là một trong những cái um, hiếm hoi mà Launchpad ở các sàn mà họ cho phép các bạn tham gia bằng việc là giữ đồng ổn định. Và cụ thể rằng là khi mà các bạn tham gia vào thì uh, việc các bạn các bạn sẽ có được chia từng suất tùy từng dự án. Hiện tại bài họ đã chạy được 15 cái Launchpad bài rồi và cái mức lợi nhuận Uh, của các cái um, launchpad này thì uh, đỉnh điểm như con Casta trong tuần đầu tiên thì các bạn có thể là đạt được cái mức lợi nhuận là khoảng 20 2000% tức là khoảng 20 lần trên vốn hoặc là 18 lần trên vốn so với con Ryu, hoặc là 12 lần so với con CBX. Nó thường thường là như vậy. Hiện tại thì mình thấy rằng là trung bình cái launchpad của biết ít nhất nó cũng sẽ cho các bạn có cái um, lợi nhuận khoảng tầm x10 có những con nếu như các bạn có thể bán được ở đúng đỉnh thì có thể là bán được ở x15, x20 còn tối thiểu thì thường thường là nó sẽ cho các bạn x10 và sau khi mà các bạn đạt đủ cái điều kiện rằng là, là giữ số dư trong vòng 5 ngày để họ tính snapshot đấy, họ chụp lại đấy thì nếu như các bạn đủ điều kiện thì sau cái bước tính số dư trong vòng 5 ngày nó sẽ bước đến cái giai đoạn sau cái giai đoạn snapshot này này gọi là tính số dư này, này thì nó sẽ đến bước 2 là cái giai đoạn các bạn đăng ký thì các bạn sẽ được đăng ký cái Tối đa là cái số dư trung bình mà vừa mới lấy ở phần 1 để cho các bạn tham gia. À, với um, kèo uh, down thì các bạn nắm giữ càng nhiều down thì cái số dư các bạn được tham gia càng nhiều. Và khi cái số dư tham gia càng nhiều thì cái phần được chia của các bạn nó sẽ càng lớn. Cái phần đồng này là tối đa lên được 13.000 đồng, còn tối thiểu thì ít hơn. Còn riêng với kèo USDT um, thì uh, bạn maximum chỉ được tham gia 100 đô thôi. Và mỗi người nếu như các bạn trúng thì các bạn sẽ được trả một cái lượng token tùy từng sự kiện và đâu đó sau khi một cái bước uh, chụp xong sau khi cái bước đăng ký xong thì các bạn sẽ được đến cái bước kết quả kết quả đó là gì nó sẽ nói cho các bạn rằng là các bạn trúng trúng hay là trượt nếu như mà các bạn trúng thì các bạn sẽ được uh, sử dụng uh, cái số tiền đó để mà mua ví dụ như là bỏ ra khoảng 15 thường thường là nó sẽ lấy nó sẽ cho các các bạn mua khoảng 10 cho đến 15 đô USDT để mua cái đồng token uh, Ờ, tùy từng dự án tùy từng tùy từng kèo tùy từng kèo lăng pass hiện tại ở đây là đang có kèo là slg các bạn sẽ được dùng tiền để các bạn mua đồng slg này và sau khi mà sàn sau khi mà các bạn trúng các bạn mua xong thì nó sẽ đến cái bước phân phối tức là tất cả những người trúng thì sẽ được trả cái đồng slg này về ví và sau khi phân phối thì sau đó khoảng cả một tiếng một tiếng sau thì các bạn sẽ được đến cái bước là nó lít lên sàn và các bạn phải vào cái thời điểm mà nó list sàn để các bạn bán cái đồng token này ra để kiếm được lợi nhuận thông thường thì các bạn bỏ vào 100 đô các bạn sẽ à, nếu chúng kèo thì các bạn sẽ bỏ ra khoảng 10 10 đến 15 đô để mua có thể là nhiều hơn có thể ít hơn nhưng mà thường thường là không quá 20 đô đâu muốn mua nhiều cũng không mua được và 20 đô đó nếu như các bạn bán thì tối thiểu nó sẽ cho các bạn những cái giá trị là x10 thậm chí là cao hơn tức là bỏ vào 15 đô thì có thể là bán được 150 đô. Bán được 150 đô trừ đi 15 đô gốc thì các bạn có mức lợi nhuận là 135 đô. 135 đô. À, đó là cái cách câu chuyện là mình nói về làm Launchpad bybit là cái gì. ở đến cái nội dung thứ hai là mình nói tại sao rằng là Launchpad bybit đang là cái cơ hội mà các bạn nên tham gia nhất. Thứ nhất mình có nói đó là cái rủi ro không có. Các bạn dù các bạn có uh, bán được ở đáy hay là các bạn có quên mất uh, một vài tiếng sau các bạn mới vào bán thì kiểu gì các bạn cũng không lỗ các bạn đã bán đúng lúc mà nó đang vừa list xong lúc mà đẩy giá lên cao nhất ấy, thì có thể là lợi nhuận x10 x20 Thế còn nếu mà chậm chậm các bạn bán thì cũng phải được x3 x5 x7 à, đó là rủi ro không có chỉ cần trúng thôi là có tiền thứ hai câu chuyện rằng là, là mình cũng thấy cái sàn nó đang rất là dở cái vụ này nhưng mà thôi thì mục đích của sàn thôi đó là việc mà các bạn tham gia 100 đô này này cái quyền lợi của bạn tương ứng với cả việc các bạn phải nắm giữ đâu đó khoảng từ 2 cho đến 4.000 đô tương đương với đồng bit. Ví dụ giá giá đồng bit hiện tại là 0,5 đô thì các bạn phải um, tương ứng với cả người ta tức là việc mà các bạn giữ trong tài khoản 100 đô đồng ổn định nó tương đương với quyền lợi của những cái holder bit ấy, thì bằng với việc là họ phải giữ từ 2 đến 4 nghìn. Tất nhiên là họ giữ từ 2 đến 4 nghìn đô thì cái tỷ lệ thắng của họ là 100 phần trăm, không có trượt kiểu gì họ cũng được một ít nhưng mà việc các bạn giữ một số vốn chỉ bằng một phần rất nhỏ của họ Và các bạn nếu như chúng thì các bạn sẽ có thể đạt được những cái mức như này thì theo mình là đang rất là hời rất là hời và một cái nữa đó là tại sao với nhiều sàn ấy, thì các bạn để mà được tham gia cái kèo này nó sẽ đi kèm với những điều kiện khác ví dụ như là hùa bi ví dụ như là một số những sàn khác thì nó còn yêu cầu các bạn hoặc là phải có một cái giao dịch tối thiểu ví dụ như là 500 đô hay là 1.000 đô gì đó thì mới được tham gia ở đây gọi là tham gia bốc thăm nhé, chứ không phải chắc, chắc chắn là thắng. ở đây bài biết không yêu cầu các bạn phải có cái mức giao dịch tối thiểu, tức là gần như chỉ việc giữ và vứt đó, bấm một cái nút để tham gia bốc thăm Chúng thì là thắng. thì mình để ý rằng là với cái lượng user hiện tại, uh, mình để ý trong rất nhiều những lan pass gần đây thì cái, cái, cái tỷ lệ chiến thắng của kèo nó không tăng lên bao nhiêu cả, trung bình nó sẽ từ khoảng 25 cho đến 40% cơ hội chúng nó không tăng lên bao nhiêu à, quên sau đi mọi người nó không giảm đi bao nhiêu cả tức là cái số lượng người biết và đang chơi những cái launchpad hàng hàng tháng hàng tuần này này nó đang giữ ở một cái mức tăng lên không nhiều và vì thế cái cơ hội thắng của các bạn rất là lớn rất là lớn à, cho nên là nên chơi khi mà đang ít người sử dụng ít người biết ít người tận dụng chứ còn khi nào mà cái tỷ lệ thắng nó chỉ còn khoảng độ 5% phần trăm hay là hai phần trăm thì lúc ấy có khi nó lại khó hơn biết bao giờ mà chúng cho nhưng tỷ lệ 1 phần tư hoặc 1 phần hai thì đang rất là lời đó là lý do tại sao mà mình nói rằng là tham gia lan chấp bây giờ hiện tại đang là một cái kèo rất là hay và rất là thông minh rồi bây giờ đến câu chuyện là cách thức tham gia thế thì uh, bất cứ khi nào mà Lunchpad uh, nó có, Bybit nó có một cái Lunchpad mới, một cái dự án hiện tại như là dự án SLG này Thì nó sẽ có thông báo trước từ khoảng 5 ngày cho đến 3 ngày Để cho các bạn có thể là nạp vào cái số dư Sau đó nó sẽ đến cái sự kiện là sự kiện chụp Sự kiện chụp thì nó sẽ trong vòng 5 ngày Hiện tại thì cái sự kiện chụp nó chỉ còn có 4 ngày 10 tiếng thôi mình không biết là ngày mai khi mình up video lên thì nó còn bao nhiêu thời gian tuy nhiên mình có nói đúng không ạ để các bạn có thể tham gia vào cái kèo này thì tối thiểu bạn phải giữ được 100 đô trong vòng 5 ngày bây giờ nếu như câu chuyện là nó có 5 ngày và nếu như các bạn ngay từ ngày đầu tiên các bạn đã có 100 đô và cứ để im như vậy 100 100 100 thế thì sau 5 ngày nó sẽ tính là 100 cộng 5 lần thành 500 500 nó chia cho 5 ngày thì nó bằng số dư trung bình là 100 đô. Vậy nên nếu trong trường hợp như hiện tại chúng ta đã bị chậm mất một ngày hoặc có thể là hai ngày thì sao? Mà chúng ta vẫn muốn tham gia hay sao? Thì chúng ta phải nạp nhiều hơn. Lúc này chúng ta phải cộng làm sao để cho cái số dư trong vòng 5 ngày chia cho 5 nó phải được bằng 500. Bây giờ chúng ta chỉ mất ngày đầu chúng ta không có. Mà nếu như chúng ta chỉ nạp vào đây có 100. 100, 100 và để im. Thì tổng chúng ta 4 ngày còn lại chúng ta mới được có 400. Vậy là chúng ta không đủ điều kiện vì vậy nếu như khi mà các bạn tham gia sau thì các bạn nên nạp vào nhiều hơn nói chung là tính toán dư ra một chút vì không biết cụ thể họ chụp vào lúc nào nhưng mà nên tính ra nhiều hơn Và ví dụ như là các bạn để vào ngày thứ mất mất một ngày đúng không chúng ta mất mất một ngày hoặc là mất mất hai ngày đi coi là chúng ta đã mất mất hai ngày đi chúng ta còn ba ngày vậy thì số dư chúng ta phải nạp vào tối thiểu nó là à, mình cứ tính nó là làm tròn nhá nó là 200 đô vậy ngày sau được 200 ngày sau 200 vậy tổng chúng ta sẽ là 600 600 chia cho 5 thì vẫn hơn 100 đô Và vẫn có thể tham gia Tất nhiên là con số thì có thể là giảm đi một chút Để cho nó đủ cái 500 nhưng mà tính dư nó ra một chút là 200 Thế còn nếu 4 ngày thì có thể chỉ là 107 thôi hoặc là 106 gì đấy thôi Nhưng Mình cũng khuyên mọi người là hãy Nếu như trong trường hợp các bạn đang chưa sử dụng một sản khác Hoặc là có tiền dư nhiều chưa làm gì cả Thì rất nên để tiền nhiều Ở trên uh, Trên Bybit bởi vì bên cạnh những cái sự kiện như Launchpad này thì còn nhiều sự kiện nữa Mà các bạn sẽ được hưởng lợi khi mà các bạn để số dư trên Bybit Như là Byvote Một số những sự kiện khác mình sẽ làm video giải thích sau Đó là cách thức tham gia Mọi người lưu ý cái phần đó Lưu ý giúp mình rằng là sau 5 ngày Sau cái bước 5 ngày Thì nó sẽ cho các bạn đâu đó khoảng từ 10 cho đến 24 tiếng Để làm tham gia một việc đó là Bấm vào cái nút xác nhận Nút commit hay là nút cam kết ấy. Việc mà các bạn tích đủ 5 ngày Số dư đủ điều kiện Nhưng không quên mất không bấm commit thì các bạn cũng sẽ không được tham gia sự kiện nhé Nhớ rằng là sau 5 ngày thì nó có cái giai đoạn là tham gia sự kiện. Bình thường hay nhắc anh em khi mà ở trên Telegram đấy, nhắc rằng là đã đến lúc bấm commit rồi để anh em vào bấm ấy không lại quên. Đó là bước thứ hai. Sau khi commit thì uh, nếu chúng thì đến cái thời điểm báo kết quả ấy, nó sẽ báo với các bạn ở trong cái màn hình này thôi. Uh, ví dụ như là đây này, kết quả allocation reason đây này, tức là nó sẽ thông báo kết quả. Thì nó sẽ báo với các bạn ví dụ ở đây là sẽ hiện bông hoa là các bạn đã trúng rồi. Còn nếu mà hiện ra rằng là không bông hoa hoặc nó ghi cái số SLG các bạn được hưởng là bằng không thì sẽ biết ngay thôi. Cái chuyện đấy thì lúc đấy là chúng ta dựa vào may mắn chứ cũng chẳng có cách nào để chít cả. Và sau đó thì chúng ta bán. Rất là đơn giản phải không mọi người? Đừng để tiền rơi. câu chuyện bây giờ là làm tại sao mà các sàn nó lại có cái câu chuyện là Launchpad. Cái này là phần kiến thức đây. Không nhiều người bảo là video thì chỉ để uh, rủ dê chơi không có kiến thức đầu tiên chúng ta phải hỏi rằng tại sao các sàn họ lại cho Launchpad như thế này thế thì thông thường ví dụ như Binance, Binance nó cũng có Launchpad Huobi nó cũng có Launchpad ở Maxi hay là sàn Gate và phần lớn các sàn kể cả FTX nó đều có những cái sự kiện Launchpad như thế này và đây chính là mục đích của sàn nó làm ra để làm gì không phải là để nó biếu các bạn cái phần tiền đấy đâu mà nó để marketing để nó quảng cáo để nó kéo user về sàn và để nó làm gì để nó tạo ra những cái lợi ích cho những cái người nhà đầu tư họ nắm giữ cái các cái token sàn Đấy, họ nắm giữ các cái token sàn và giúp cho token có thể tăng giá và giữ giá thì cái hoạt động này đối với sàn nó là những hoạt động cần có không có cái lý do gì mà nó không bỏ chi phí ra để marketing mà để giữ giá cho các token của nó cả và nó là cái hoạt động mà 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 nên có tuy nhiên tùy từng sàn ví dụ như là Binance bạn sẽ thấy rằng là rất lâu rồi nhiều tháng trời mới có một cái sự kiện launchpad và việc mà các bạn phải nắm giữ một cái số lượng rất lớn cái đồng BNB và các bạn sẽ được chia ra một cái phần rất nhỏ về 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 về, về, về token tỷ lệ phần trăm nói chung không quá cao và vừa là ít thời ít launchpad trong một năm vừa là cái tỷ lệ nắm giữ phải rất là nhiều đồng BNB thì nó lại đắt nữa khiến cho cái hưởng lợi của Launchpad à, Binance nó tương đối là thấp. Thế còn tại sao Bybit bây giờ cứ trung bình là một tháng họ lại có từ 2 cho đến 3 kèo Launchpad? Đơn giản thôi bởi vì, vì họ đang cần thứ nhất là marketing, thu hút người dùng. Thứ hai là họ đang muốn tạo ra cái sự hấp dẫn cho nhà đầu tư để mua cái đồng token bit của họ. Vì hai lý do đấy ở thời điểm hiện tại. Sàn Bybit đang cung cấp rất là nhiều các Launchpad và rất là dễ để tham gia. Thế thì mỗi một sàn họ đều có ví dụ như là Huobi thì có đồng HT, Maxi thì có đồng MX, Gate thì có đồng GT thì phải. Và những cái hoạt động đó nhưng theo như mình đánh giá và thống kê thì đó, ví dụ như Huobi hiện tại cũng có rất nhiều kèo, thế nhưng mà để tham gia thì khá là phức tạp, tỷ lệ chúng khá là thấp. Có khi chỉ là tỷ lệ khoảng 3%, 5%, cái nào cao thì 10% bên cạnh thì làm khó rất là nhiều user tức là ngoài chúng mày muốn đánh thì chúng mày phải à muốn muốn tham gia thì chúng mày phải đánh ở trên sàn của tao ví dụ như là một nghìn đô volume năm nghìn đô volume đối với như bọn mình thì việc mà tạo ra một cái volume năm nghìn mười mà không gây thiệt hại thì nó cũng chả khó khăn gì nhưng mà với những cái bạn mà, mà 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 mới tham gia hoặc là không biết giao dịch thì có khi là cố mua bán thì lại bị lỗ thêm Thế nên là mình phải nhìn thấy phải đánh giá cao bài biết nó đang có cái lợi ích như vậy và cũng giải thích với mọi người rằng là cái launchpad này đấy nó không phải là lừa nó không phải là một cái gì đấy kỳ quặc cả nó là một cái hoạt động marketing mà cái hoạt động tạo ra những cái ứng cái, cái 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 use case tức là cái giá trị sử dụng cho những đồng token và sàn họ cũng được lợi chứ không phải là không nhưng sẽ đến một thời điểm cái mục tiêu của họ không còn là marketing nữa không còn là kéo người sử dụng về nữa không còn cần thiết phải quảng bá cái đồng token đó vì quá nhiều người biết nữa thì họ chắc chắn họ sẽ giảm đi cái những cái kèo launchpad này họ hoàn toàn khi mà họ lấy cái kèo launchpad này thì họ phải chia tiền đáng lẽ những cái token đấy họ có được dự án họ chia cho để họ um, market maker họ tạo thổi giá các thứ để họ kiếm lời bây giờ họ phải chia cho các bạn là họ đang mất tiền thì đến một thời điểm họ không làm nữa thì vì vậy mình có nói là đừng để tiền rơi thông tin này nó có thể có ích trong thời điểm năm 2022 này nhưng có thể là hai năm nữa hoặc năm sau nó không còn như vậy nữa đó là những cái thông tin mình uh, giải thích sơ qua về câu chuyện là lan pass cắt sàn nó là gì và nên như thế nào. Thế bây giờ đến một số câu chuyện là những cái vấn đề cần phải lưu ý. Cái này mọi người phải nghe rất là rõ, rất là quan trọng đối với bài bit. Uh, bài bit họ đang khá là dễ tính, họ đang khá là dễ tính cho cái việc tham gia. À, tuy nhiên việc dễ như vậy khiến cho rất nhiều người người ta muốn cheat, người ta muốn lừa, người ta muốn lừa sàn để mà tham gia sự kiện. Việc cheat phổ biến nhất như sau, đó là họ tạo nhiều nick mượn nhiều, mượn nhiều nhiều nhân thân của người thân, người quen để tạo nhiều tài khoản và cứ nạp số dư 100 đô vào và tham gia Khiến tăng tỷ lệ chúng. Cái việc này thì ngay rất là phổ biến và chẳng có cái gì là khuôn lõi cả. Tuy nhiên thì sàn họ cũng không, mục đích của họ là họ muốn tạo ra nhiều người dùng thật chứ không phải là tạo ra những cái người dùng mà một ông có đến 5 đích, 10 đích. Chính vì thế thì họ họ làm rất chặt cái việc này và việc mà họ để để họ lọc những cái sự những cái sự lừa đảo này như sau thứ nhất là nếu như các bạn cùng một wifi hoặc là cùng một thiết bị thiết bị có thể là máy tính có thể là điện thoại các bạn đăng nhập nhiều nick khác nhau vào trong cùng trên thiết bị đó hoặc là cùng một cái wifi đó việc này có thể khiến cho sàn đánh giá rằng là các bạn đang gọi là lợi dụng để mà lừa đảo sàn lừa dối sàn vì vậy nên là nếu như các bạn định cheat thì các bạn phải có kinh nghiệm những người nào đã chuyên cheat thì chắc là sẽ biết cách xử lý nhưng mà họ làm rất chặt đấy chứ không phải đơn giản đâu chỉ một nhầm lầm lầm lẫn thôi là là đó teo. và khi mà các bạn nick nào mà đã bị họ đánh giá rằng là cheat rồi ấy, thì thường là họ sẽ đưa đến một cái kết đó là không cho các bạn tham gia các lần tiếp theo nữa họ sẽ khóa luôn cái việc tham gia lần tiếp theo và lúc này thì cái kyc mà các bạn tham gia là thôi sau này các bạn không hủy được các bạn không gì cả được nó rất là thiệt Ờ, thứ hai nữa đó là cái việc mà uh, gọi là cái này thì mình cũng không đánh giá gọi là cheat đâu nhưng mà mình cũng mình nói thật rằng là mình 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 không dám nhận định một trăm nhưng mà do có quá nhiều anh em nhắn tin cho mình nhờ mình hỗ trợ về cái việc này thì mình thấy là có vẻ bài họ đang làm hơi chặt đó là bạn tham gia một nick bạn trúng kèo bạn có tiền bạn bán ra bạn bán luôn ra, bạn kiếm được mức lợi nhuận bạn bỏ vào 100, bạn bạn kiếm nó thêm 135 đô, thế là bạn có 235 đô. Và ngay lập tức, ngay lập tức các bạn làm một việc đó là các bạn rút cái 2335 đô này về sản khác, về bài na về sàn khác. Thì với những cái như thế này thì uh, bài biết họ làm được cái việc đó là họ cũng nói luôn rằng là các bạn đang vi phạm vào những cái quy định mình cũng chưa đọc kỹ quy định của sàn nó như thế nào nhưng mà về về mặt nguyên tắc thì sàn là không được họ không được phép làm thế nhưng mà hình như là họ đang làm thế khá thường xuyên và họ nói rằng là các bạn vi phạm uh, quy định các bạn đang lợi dụng để uh, chít sàn và họ chỉ cho phép các bạn rút ra 100 đô gốc thôi 100 đô gốc thôi và 135 đô này thì bạn phải để lại đó và bạn lại tiếp tục không được tham gia các sự kiện tiếp theo thế thì đi đến cùng câu chuyện này thì thế nào đúng không nhiều người bảo ô thế thì tao chơi làm gì lúc nào tao chơi tao không được rút thì làm gì thế thực ra thì cũng không phải có một số không phải là một số đâu cũng khá khá nhiều trường hợp đấy mình có tư vấn cho các bạn ý đó là liên hệ với cả kênh support kênh hỗ trợ của sàn Bybit à, thế thì sau một thời gian 3 tuần một tháng gì đó thì mình thấy rằng là những cái nick mà bị chặn rút này này cuối cùng họ lại mở cho rút tất nhiên là họ sẽ không thể nào thu hồi 135 đô của bạn được cái việc này chắc là không cho phép nhưng mà sau đó thì họ thấy bạn cũng chẳng hoạt động gì chẳng mua bán gì thế thì mình thấy là sau khoảng 3 tuần một tháng thì họ lại cho rút cái tiền này về tức là cuối cùng bạn vẫn rút được không mất nhưng mà như mình nói, nếu của các bạn không còn tham gia những cái sự kiện kiểu thế nữa. Um, đó là cái trường hợp mà tệ nhất nhé. nhưng mà bây giờ mình sẽ nói lại là thế thì sàn nó muốn cái gì? Lán nào cho các bạn rút được luôn. Thế mình thấy rằng là việc đơn giản thôi. Đó là các bạn, sau khi các bạn trúng kèo, thì các bạn hãy giống như một người dùng thật sự. Các bạn mua bán coi, các bạn tham gia đánh future, các bạn tham gia gửi staking, các bạn tham gia những cái như là đùa access, như là Um, staking rồi thì là giữ đồng coi mua support tham gia rất nhiều thứ những cái thứ như là những người bình thường ấy, hoạt động như một người bình thường trải nghiệm những cái ứng dụng của sàn có thể là có thắng có thể là có thua thua không sao mà thắng không sao nhưng mà sử dụng uh, trong một thời gian thì việc rút tiền của các bạn thì rất là bình thường uh, mấy nick của mình những người thân của mình tham gia làm thấy chúng kèo và như mình nói tức là có những hoạt động đó thì khi có nhu cầu rút thì sàn nó chẳng nói gì cả mà như mình nói rồi tốt nhất là nếu như các bạn đang có số dư thì hãy để một ít tiền ở trên sàn việc mà có sử dụng song song cùng một lúc hai sàn không có cái gì là xấu cả thật sự nó là một quyết định rất là thông minh tại vì mỗi một sàn thứ nhất là ngoài tham gia sự kiện thì có những đồng coi ở bài bit có mà bài đang không có có những cái đồng future mà bài bit có bài đang không có ờ, vì thế thì sử dụng hai sàn song song không có khó khăn gì cả cài một cái app vào điện thoại sử dụng song song và nên tập sử dụng song song hai sàn trong nhiều trường hợp có những lúc như ví dụ như bài họ lỗi thì sao đúng không bài của nick bài của bạn bị một vấn đề gì đó thì sao đúng không mất mật khẩu hay gì đó thì việc có thêm một sàn dự phòng rất là tốt và thậm chí nếu như các bạn chuyển nhiều tiền chuyển vốn chính về bài thì mình cũng thấy rằng là so sánh với bài nó không có thua kém gì cả khá là mượt mà việc lựa chọn từng sàn thì tùy mọi người thôi vì còn sự thói quen thế nhưng mà theo mình thì là việc sử dụng song song bybit là một quyết định đúng đắn trong hiện tại cái này không phải là mình đi pi cho sàn gì cả mà trải nghiệm của mình. Nếu anh em không tin cứ vào Telegram mà hỏi, vào dùng Bybit nó có gì hay không, thích không thì rất nhiều anh em sử dụng và đã đánh giá cao. Sau này nó tệ đi thì mình không biết, nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó ổn. Mình cũng đang bắt đầu chuyển sang trade future ở trên Bybit dần rồi. Rồi đó là cái câu chuyện là một vài điểm chú ý về câu chuyện là đừng để cho họ đánh giá rằng là các bạn cheat nhá. Tốt nhất chúng ta cứ như người dùng thật và chúng ta cũng phải hiểu là gì, sàn họ cho các bạn dễ trúng là để các bạn ở lại với họ, sử dụng thử họ, trải nghiệm họ bạn sử dụng trải nghiệm chán rồi các bạn thấy không hầu các bạn đi không sao chứ còn bạn vừa mà chúng xong chúng được uh, một tiếng hai tiếng bán ịch phát sau đó rút luôn thì nó là một hành động Mọi người cũng thấy đúng không cái 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 chi phí họ bỏ ra cái, cái thiệt cái thiệt hại của họ bỏ ra thì các bạn cũng nên cho họ những cái uh, đền đáp nó nó tương xứng mình nghĩ rằng là đó là một câu chuyện fair play thôi chứ đừng cũng đừng chê uh, và chắc chắn uh, tiền của các bạn họ sẽ không lấy được hồi về đâu họ chỉ có thể khóa trong một khoảng thời gian sau đó thì họ sẽ nhả ra thôi rồi À, bây giờ đến câu chuyện thứ tư đó, đó là tại sao mọi người lại nên đăng ký theo cái link rep của kênh. Hiện tại thì để đăng ký um, nick mới nếu như các bạn đã có tài khoản Mybit rồi à, thì thôi, còn nếu như các bạn chưa có tài khoản Mybit chưa tạo bao giờ thì việc các bạn có thể làm đó là vào bất kỳ những cái video nào trên kênh của mình và mọi người bấm vào cái phần mô tả, đây, bấm vào phần mô tả. Và mọi người sẽ thấy rằng là cái có cái dòng đây, link đăng ký tài khoản Mybit tặng thêm 80 đô khi nạp tiền. Đầu tiên là cái việc mà thay vì các bạn tự đăng ký không qua rep thì các bạn sẽ không được những cái bonus. Thậm chí là mình nghĩ là có lúc nó còn nhiều hơn, không biết bây giờ còn là 80 đô không. Còn nó thay đổi là tùy từng thời điểm nhưng mà luôn luôn sẽ có cái lợi ích thêm. Ngoài ra cái chuyện thưởng thêm này, các bạn bấm vào, đấy, bấm vào đường link bài bit thì nó sẽ đưa các bạn đến trang đăng ký thôi. Trong trường hợp nếu như các bạn chưa nhìn thấy nó điền số vào đây, đây là nó đã tự động nó điền rồi đây là nó tự động nó điền rồi nếu trong trường hợp mà nó chưa điền thì các bạn điền giúp mình là hoặc là 37264 hoặc là các bạn điền mã là nhà đầu tư nội trợ thì nó sẽ tự động nó đánh thôi nhà đầu tư nội trợ đây cũng được hoặc là số nó tự điền rồi trong trường hợp nó không có thì mọi người nhớ điền vào không điền thì sẽ không được thưởng 80 đô đâu thì tại sao mà các bạn lại nên đăng ký thông qua cái này ngoài cái việc được thưởng mình không nói làm gì ngoài cái việc là ủng hộ kênh mình cũng không nói làm gì thì trong kế hoạch sắp tới của mình thì mình sẽ có hỗ trợ rất nhiều những bạn mà đăng ký tài sản tài khoản bit theo link rep của kênh và nó có thể rằng là, là sau này mình mở những cái nhóm tín hiệu về future có thể là mình xe những cái kèo riêng cho những cái nhóm đó hoặc là những cái sự kiện riêng cho những cái bạn mà đăng ký theo rep ví dụ như là quay vòng quay may mắn hàng tháng là phần thưởng là tiền mặt hoặc là phần thưởng là những cái quà giá trị hơn những cái gọi là là là, là airdrop riêng của kênh thì việc các bạn tham gia này trên cái sự kiện trong tương lai các bạn sẽ được hưởng Thế còn nếu như các bạn không đăng ký À, tự động cũng được không ủng hộ kênh cũng được thì khi mà có những sự kiện đó thì mọi người sẽ bị thiệt thòi quên lại hơn tất cả những cái kèo launchpad hoặc là tất cả những cái khó khăn cần được hỗ trợ thì mọi người có thể liên hệ với mình thông qua kênh telegram chung của nhóm đây phần link telegram và facebook của kênh đây à, mọi người có thể vào đường link là ndtnd ndtnt viết tắt của nhà đầu tư nội trợ .xyz ấm vào và nó sẽ đưa cho mọi người ra một cái đường link trong cái đường link thì có facebook cá nhân của mình có telegram chat và Telegram thông báo của cộng đồng, các bạn bấm vào tham gia. Thì đó là sẽ có cách để liên hệ mình sẽ hỗ trợ trong đó. Mọi người hỏi thì cũng rất nhiều anh em sẽ hỗ trợ mọi người. Và hy vọng là video này mang lại cho mọi người một cái kiến thức mới, một cái gì đó hay. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và hãy giới thiệu cái video này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại.